Chắc chắn khi mua bất kỳ sản phẩm nào, người tiêu dùng cũng phải chú ý đến phần thông tin sản phẩm. Nếu tại sàn thương mại điện tử tại Việt Nam như Shopee, Lazada thì việc xem thông tin khá là đơn giản nhưng với một trang web nước ngoài như đấu giá Yahoo của Nhật thì sao? Dịch vụ mua đấu giá trên Yahoo Japan cung cấp nick cho bạn tự đấu giá, tóm tắt bài viết hay, một tìm hiểu về Yahoo Auction Nhật Bản. Hai điều kiện để sử dụng Yahoo Auction, ba thông tin sản phẩm trên Yahoo Auction được mô tả như thế nào, bốn dịch vụ mua đấu giá trên Yahoo Japan cung cấp nick cho bạn tự đấu giá, tìm hiểu về Yahoo Auction Nhật Bản, Yahoo Auction Japan là trang web đấu giá hàng hóa uy tín và chất lượng nhất tại Nhật. Yahoo Auction Japan được thành lập và quản lý bởi tập đoàn Yahoo nổi. Yahoo Auction Japan được xem như một khu chợ cực kỳ đa dạng với đủ mọi chủng loại hàng hóa từ cũ đến mới cho bạn tha hồ chọn lựa. Tất cả các giao dịch được Yahoo Auction bảo hộ nên bạn không lo mất tiền mà không nhận được hàng. Yahoo Auction Japan là sản phẩm thuộc tập đoàn Yahoo Nhật Bản. Nổi lên ở Nhật với phương thức mua hàng bằng cách đấu giá trực tuyến. Sàn thương mại điện tử này phát triển tương tự eBay của Mỹ. Tuy nhiên, do không thể cạnh tranh được sau khi eBay rút khỏi thị trường Nhật. Yahoo Auction chiếm ngôi vị số một tại thị trường thương mại điện tử ở Nhật. Chỉ cần bạn muốn mua đồ cũ ở Nhật, bạn sẽ tìm đến với Yahoo Auction, dấu lớn dấu lớn dấu lớn dấu lớn dấu lớn dịch vụ mua hộ hàng Nhật, order hàng Nhật hàng hiệu second hand về Việt Nam giá rẻ. Điều kiện để sử dụng Yahoo Auction, đấu giá trên Yahoo Nhật sẽ giúp bạn sở hữu những mặt hàng chất lượng, những mặt hàng cổ quý hiếm với mức giá cực tốt mà bạn khó có thể mua được ở các web thông thường khác. Tuy nhiên, khi tham gia đấu giá bạn cần có những điều kiện cũng như phải tuân theo những quy tắc của phiên đấu giá, cụ thể như phải có số điện thoại, địa chỉ, thẻ thanh toán nội địa Nhật hoặc thẻ thanh toán quốc tế. Hình ảnh, thông tin người bán, thông tin sản phẩm, dịch vụ mua đấu giá trên Yahoo Japan cung cấp nick cho bạn tự đấu giá. Bước 1 gửi link sản phẩm cần đấu giá hàng Nhật Khách hàng vào trang http auctions yahoo co jp gạch chéo tiếng Nhật để tìm SP yêu thích. Sau khi có thông tin sản phẩm muốn đấu hoặc mua ngay, gửi cho nhân viên shop Nhật Việt qua các hình thức sau. Gửi link vào mail ssopnsatviet com a gmail com chat Facebook với shop theo link sau. fb.com gạch chéo oadiasangnsatban đặt hàng online tại ssopnsatviet com gạch chéo datsang gọi điện cho shop qua hotline 0983-1315.28 hoặc chat Viber, Zalo, khách hàng lưu ý. Đối với việc nhận biết trên Yahoo Auction các sàn đấu giá hàng nhật thường kết thúc thời gian sớm nên mong khách hàng gửi thông tin sớm để shop nhật Việt kiểm tra và báo xác nhận để tiến hành giao dịch và đấu giá. Bước 2. Duyệt và tiến hành đấu giá. Khách hàng tự đấu giá dựa trên hướng dẫn của shop nhật Việt để tự đấu giá được quý khách cần có nick đấu giá. Shop cung cấp nick đấu giá để có njck bạn phải đặt cọc trước một khoản tiền nhất định cho shop đây là tiền cọc nhằm bảo vệ nick của chúng tôi không bị đánh giá xấu hết phiên đấu chúng tôi sẽ trả lại tiền cọc